Đấy, đấu đấu quả bóng chả đấu như đấy nhiều nhiều hai bàn bàn bóng đó hả? Không không biết chia cho ái rồi giờ rồi đây giờ nghĩ thằng này chưa học ngày nào đấy chưa nó đây học áo có nhưng sốt lại đau quá không có còn mẹ lên đây đâu mẹ không nhận ra nó nào đi làm cái coi coi cho ai nói nha đi coi nó đỏ liếc đỏ liếc à tức ai nói giả nãy giờ thiệt bả đây bị gì giả tối với bác mang gà xuống luôn bà ấp ấp gió luôn như anh mốt mới đi đúng không chiều mai đi ngày tự nhiên duy trì ông già chiều mốt mới vô nhở ba cứ chờ tao vô chứ tao đã mua rồi mà không cái coi à không buồn sao hỏi nhìn mình đấy chi hết nhiều giờ vô xa xa xong xong lại mới xe nữa xe nào cũng mình làm kỹ mà xe nào cũng ba làm từ từ thôi ai gì làm xong nó dành trước làm xong xe nào trước thì học bằng làm gì không vô làm nó không xưa xe đài cái mấy cái kỹ ông làm theo bố đi vậy không không mấy anh kia giống anh buồn rồi anh buồn biết hết đó giải thì giờ này nha nhi tao chỗ ấy lên phía đó này cho nó chi tay hết đi đi con bô còn ở đáy không bô lấy gì nữa có vợ biết công việc chưa đi em vừa cứ cứ tháng phải cái ảnh của ông như ông nhà của em vấn đề anh nào cứ con nói nó nhầm không cũng nhầm rồi bà cũng có con gái á im cái miệng anh nha ngu ráng chịu tí nói mày ngu nhìn chí tư ui ủa đeo cùng chí tư rồi kêu đỡ ra la nhé cái clip cái nãy giờ nó đi cưng mà nó rất mong nhiều nó ở đây là nó còn mấy cái cho bạn thấy cái nhạn dưới đó. Ừ. Cái hồng chắc đem về cho con ruột bà á à bà nói đem về cho nhiều mấy cái nha hết chưa chưa cái người hôn tuổi thông đang không bằng ao em vô trả mặn một chỗ là đi dọn nước với con bếp tối rồi bọn mình lại ngủ cho vợ không sợ tao nó dinh lên cây chó đi nghe mà tát mất cụ giận cao lắm con chó liên quan cho tay được cụ chụp xích cái ngang kiểu má anh cho con là cái ngang má cổ nè ủa đâu mở camera nó dẫn là lúc đi coi trước kia nó mua bát mà lừa đi hả nó vô nó dụ hàng chó ra ừ vậy đứng trong nhà là bướm bếp đi vô đi xì tắm chứ rồi ừ. Không do bữa đấy xì không có khách nó đón hay sao nó, mình đẹp buổi chiều mà nó tự hiện thành 6 giờ là điện là 8 giờ năm giờ ai vay hai ngón tay này
hoa.